Nhưng tất cả pháp, pháp định, pháp trụ, pháp tánh, pháp giới, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, chân như thật tính, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghị, pháp thường trụ như vậy. Nên Đại Bồ Tát ấy không lìa bỏ tác ý tương ương với Bát Nhã Ba La Mật Đa, cũng lại không lìa tác ý tương ương với trí nhất thiết trí. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, trí nhất thiết trí, và các tác ý tự tánh đều không, tự tánh đều lìa. Như vậy không và lìa đều không tăng không giảm, nếu thông đạt một cách đúng đắn như vậy thì gọi là bất ly. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu là tự tánh đều không và tự tánh đều lìa, thì vì sao sau khi Đại Bồ Tát tu chứng tánh bình đẳng của Bát Nhã Ba La Mật Đa thì liền đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề? Phật dạy: Thiện hiện, các Đại Bồ Tát khi tu chứng tánh bình đẳng của Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng phải Phật Pháp có tăng có giảm, cũng chẳng phải các Pháp, Pháp định, Pháp trụ, Pháp tánh, Pháp giới, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, chân như thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghị, có tăng hay giảm. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu chẳng phải một, chẳng phải hai, cũng chẳng phải nhiều. Thiện hiện nên biết, nếu Đại Bồ Tát nghe thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy mà tâm không kinh, không sợ, không thối lui, cũng không nghi ngờ, thì Đại Bồ Tát ấy hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu đã đạt đến chỗ cứu cánh, an trụ vào địa vị Bồ Tát bất thối chuyển và mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu có thể hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu không? Phật dạy: Thiện hiện, không. Thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, có pháp nào có thể đắc có thể hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu không? Phật dạy: Thiện hiện, không. Thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vậy thì Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu là hư không, không có tánh, không tự tại, tánh không chắc thật, có thể hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu được không? Phật dạy: Thiện hiện, không. Thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu hư không chẳng có, tánh không tự tại, tánh không chắc thật, thì có pháp nào có thể đắc có thể hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu không? Phật dạy: Thiện hiện, không. Thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, tánh không có thể hành tánh không được không? Phật dạy: Thiện hiện, không. Thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vậy lìa tánh không, có pháp nào có thể đắc có thể hành về không đó được không? Phật dạy: Thiện hiện, không. Thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vậy thì sắc uẩn cho đến thức uẩn có thể hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu không? Phật dạy: Thiện hiện, không. Thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, lìa sắc uẩn cho đến thức uẩn, có pháp nào có thể đắc có thể hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu không? Phật dạy: Thiện hiện, không. Thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vậy thì nhãn xứ cho đến ý xứ có thể hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu không? Phật dạy: Thiện hiện, không. Thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, lìa nhãn xứ cho đến ý xứ, có pháp nào có thể đắc có thể hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu không? Phật dạy: Thiện hiện, không. Thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vậy thì sắc xứ cho đến pháp xứ có thể hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu không? Phật dạy: Thiện hiện, không. Thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, lìa sắc xứ cho đến pháp xứ, có pháp nào có thể đắc có thể hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu không? Phật dạy: Thiện hiện, không. Thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vậy thì nhãn giới cho đến ý giới có thể hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu không? Phật dạy: Thiện hiện, không. Thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, lìa nhãn giới cho đến ý giới, có pháp nào có thể đắc có thể hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu không? Phật dạy: Thiện hiện, không. Thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, sắc giới cho đến pháp giới có thể hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu không? Phật dạy: Thiện hiện, không. Thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vậy lìa sắc giới cho đến pháp giới, có pháp nào có thể đắc có thể hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu không? Phật dạy: Thiện hiện, không. Thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nhãn thức giới cho đến ý thức giới
Có thể hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu không? Phật dạy thiện hiện không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, vậy lìa nhãn thức giới cho đến ý thức giới, có pháp nào có thể đắc, có thể hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu không? Phật dạy thiện hiện không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, nhãn xúc cho đến ý xúc, có thể hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu không? Phật dạy thiện hiện không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, vậy lìa nhãn xúc cho đến ý xúc, có pháp nào có thể đắc, có thể hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu không? Phật dạy thiện hiện không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, có thể hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu không? Phật dạy thiện hiện không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, vậy lìa các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, có pháp nào có thể đắc, có thể hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu không? Phật dạy thiện hiện không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, địa giới cho đến thức giới có thể hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu không? Phật dạy thiện hiện không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, vậy lìa địa giới cho đến thức giới, có pháp nào có thể đắc, có thể hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu không? Phật dạy thiện hiện không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, nhân duyên cho đến tăng thượng duyên có thể hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu không? Phật dạy thiện hiện không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, vậy lìa nhân duyên cho đến tăng thượng duyên, có pháp nào có thể đắc, có thể hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu không? Phật dạy thiện hiện không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, vô minh cho đến lão tử có thể hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu không? Phật dạy thiện hiện không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, vậy lìa vô minh cho đến lão tử, có pháp nào có thể đắc, có thể hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu không? Phật dạy thiện hiện không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu không? Phật dạy thiện hiện không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, vậy lìa bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, có pháp nào có thể đắc, có thể hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu không? Phật dạy thiện hiện không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, có thể hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu không? Phật dạy thiện hiện không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, vậy lìa pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, có pháp nào có thể đắc, có thể hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu không? Phật dạy thiện hiện không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, có thể hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu không? Phật dạy thiện hiện không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, vậy lìa chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, có pháp nào có thể đắc, có thể hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu không? Phật dạy thiện hiện không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, thánh đế khổ tập diệt đạo, có thể hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu không? Phật dạy thiện hiện không?